Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đình Bà Búa. Đình Bà Búa xin mến chào toàn thể anh em và các bạn trên mọi miền đất nước nha. Rồi, như đã hứa với lại các bạn và anh em trên toàn thể đất nước là hôm nay Đình Bà Búa mình lên một lô mấy cái cỏ, mấy cần nha các bạn. Tại vì hồi sáng hứa với anh em là tối nay cố gắng lên cho anh em một lô mấy cần để mà các bạn có sự lựa chọn mua nha. Và mình hôm nay mình soạn nhiều lô máy, giá cũng rẻ lắm nha các bạn. Đây nè, lô máy này mới can luôn nha các bạn, lô số 8 nè, có 3.250.000 thôi. Các bạn nào mà ưng lô nào thì nhắc máy lên gọi mua luôn đi nha các bạn. Chứ các bạn mà coi hết cái video thì người ta cũng mua hết rồi. Là khi mà các bạn coi xong thì người ta cũng mua xong rồi các bạn. Đó, thì hôm nay mình cũng rất là, nói chung là Đinh Ba Búa mình thời gian vừa qua hàng nó cứ giờ liên tục bạn. Lần nó giờ cả ngàn cây, nấy trăm cây á, mình tranh thủ mình đóng hàng đi, không có thời gian để lên video cho các bạn luôn. Nên là các bạn thông cảm nha, đó hàng mình còn đóng quá trời mà không đi kịp kìa các bạn. Tại hôm nay hàng nó đầy quá, xe chở không hết. Chắc phải thứ hai mới chở tiếp các bạn, tại mai chủ nhật bưu điện họ nghỉ. Rồi, mình sẽ nói thể loại mua bán bên mình trước khi vô cuộc chơi nha các bạn. Thì thể loại mua bán bên mình thì nó như một khi đó các bạn, rất là đơn giản. Các bạn chốt lô máy nào thì đóng cọc, đóng nọc giữ lô máy đó lại, thứ nhất. Thứ hai là giá bên mình bán ra là giá buông tay nha các bạn. Giá buông tay. Buông tay các bạn, tức là sao các bạn? Tức là bên Nhật nó giờ sao bên mình sẽ bán cho bạn y chang vậy. Và đặc biệt là cái cách mua bán bên mình là không bao giờ nha các bạn lựa cái máy đẹp ra để mà bán lẻ hết. Có nghĩa là lựa mình sẽ không bao giờ lựa cái ví dụ như con máy đẹp xuất sắc kia, mình sẽ không bao giờ lựa riêng nó ra để bán lẻ để kiếm thêm tiền. Không bao giờ làm vậy, mà mình sẽ bỏ chung vô cái lô máy cho các bạn luôn. Đó là cái tánh buôn bán hàng bên mình, Đinh Ba Búa mình là cái tánh mình hồi xưa là giờ là vậy. Làm ăn là đôi bên cùng có lợi, các bạn có lợi thì mình cũng có lợi. Đó, chứ không bao giờ mình lựa máy đẹp ra đi bán lẻ rồi đi ba cái con máy mà nó sầm sầm rồi đi giao cho các bạn, hoặc là mình đi làm nổ rồi giật nhã con máy xong rồi giao cho các bạn, không có vậy đâu nha. Có nghĩa là bên mình sẽ không bán lẻ hoặc là không làm nổ máy luôn, không dọn luôn, tức là bên Nhật nó giờ sao mình đợi y nguyên vậy giao cho các bạn. Đó nha. Còn anh em nào mà muốn chắc ăn 100%, ví dụ mua mấy bãi giờ thì nó sẽ có hên xui nha các bạn. Còn bạn nào mà muốn chắc ăn 100%, tức là mua mấy giờ là phải sống hoàn hảo, thì các bạn nên mua máy mới nha, mua máy đập thùng á, giờ bán cho nó dở nha các bạn, mua máy mới đập thùng á. Máy mới đập thùng của Trung Quốc thì ở Việt Nam mình đã nhiều rồi, nhưng mà máy mới đập thùng của Nhật chính gốc luôn các bạn, Nhật chính gốc nha, mình đang nói Nhật chính gốc, chứ còn mà Nhật liên danh với Trung Quốc thì không nói được. Nhật chính gốc tức là các bạn qua bên Nhật á, các bạn hợp tác với lại công ty bên đó, người ta sẽ gửi, giờ theo như mình tìm hiểu thì giá mới đập thùng của nó cũng tầm sắp xỉ cũng 10 triệu đó bạn, nếu mà giờ Việt Nam mình phải đóng thuế nữa, thuế hải quan, thuế nhập khẩu này kia nữa thì nó sắp xỉ nó cũng 10 triệu đó, 10 triệu cây các bạn, là giá đập thùng á. Rồi mang giờ Việt Nam bán thử nha, các bạn chắc đợi 10 năm chắc dân người ta không có mua đâu. Rồi thôi bỏ qua chuyện đó đi các bạn. Thôi hôm nay mình sẽ lên cho các bạn khoảng tầm mười mấy lô đó bạn, mười mấy lô thì có những dòng lô giá rẻ nha các bạn. Đây lô này nó tầm 4 triệu bạn, 10 cây, lô kia thì 12 cây, 7.800.000. Đó, có lô Rubin nè, Rubin cổ dịch nè bạn. Đây, Rubin cổ dịch. Lô này thì 8.500.000, 10 cây. Này là Rubin cốc, Rubin cốc nè bạn. Hôm nay có dòng Singu nè, nhiều anh em hỏi dòng này lắm nè. Singu với Makita, Singu với Bell. Dòng này bữa hôm nay cái lô này nó có chới quanh bờ rú nhiều lắm bạn. Mình thấy có chới quanh bờ rú 2 kim luôn nè. Đây nè, mình nhìn sang sẻn là đâu mấy con luôn bạn. Cái lô này nhiều chới quanh bờ rú 2 kim lắm nè. Có lô Hitachi đẹp xuất sắc luôn kìa các bạn. Và cái lô này là lô hợi Campuchia nha, hợi Campuchia nè các bạn. Đó, hợi Campuchia. Cái lô này thì do mùa dịch Campuchia họ đóng cửa biên đó bạn, chứ không là hết dịch là Campuchia họ chơi hết á. Ngàn cây Campuchia họ cũng lấy đó các bạn. Rồi mình quay từng lô một nha cho nó nhanh cho rồi, để mà vô nạp pin nữa các bạn. Hôm nay thứ bảy các bạn ơi, ráng. Hôm nay thứ bảy mà giờ thèm pin lắm rồi bạn, giờ không nạp pin được nè, giờ quay video xong rồi vô nạp pin. Các bạn mua máy thì liên hệ cho thư ký bên mình nha các bạn. Số điện thoại thư ký bên mình là 0344 862079. Và các bạn gọi mà nó báo máy bận thì các bạn nhắn tin nha. Tại vì nhiều khi khi mình lên video khách hàng người ta gọi nhiều quá các bạn chịu khó nhắn tin hoặc gọi. Zalo cũng có luôn, các bạn gọi nhắn tin 4 hướng luôn, Zalo hoặc là gọi sim. Rồi lô số 1 này, để mình quay lại nha các bạn. Lô số 1 này nó là Shirowa 3 số nha,
222 nha các bạn, siêu qua ba số. Dòng này thì nó chạy chới quanh và rú ra ngang hai kim. Đây bạn. Nè, chới hai kim nha các bạn, đây. Hai kim. Dòng này nó chới quanh và rú ra ngang hai kim. Đây hai kim hết. Toàn bộ là hai kim hết nha. Lô số 1 này là bảo đảm với các bạn là lời siêu lời luôn và đẹp nữa. Lô này các bạn giờ dọn nổ lên bán nói chung là tầm 1,5 triệu cây đó bạn. Thì mình bỏ cho các bạn cái lô này có 700 thôi. 1, 2, 3, 4, 5 con. Thì 5 con này có 3,5 triệu thôi nha các bạn. Quá rẻ luôn. Quá rẻ cục tình luôn bạn. 3,5 triệu thôi nha. Rồi. Đó. Các bạn lưu ý giúp mình nha là bên mình bán giá buông tay. Không bao gì hết nha các bạn. Không bao ship. Không bảo hành. Không bao gì hết. Các bạn lưu ý trước khi đặt hàng giúp mình là hàng chưa dọn bên Nhật bây giờ sao bán như vậy. Hàng hên xui đó bạn. Hàng chưa dọn. Rồi. Lô số 2. Lô này là 10 con Maruyama nha các bạn, giá 9 triệu 10 cây. Thì trong cái lô này nó có tum rời nữa nha các bạn. Tum rời nó có 3 cây á. Đây bạn nè, một con này. Đó, hai con, ba con. Ba con tum rời. Còn lại là tum liền nha các bạn. Thường là tum rời người ta lựa ra là 1,1 triệu cây nha, nhưng mà mình chọn vô cho các bạn có lời nha các bạn. Rồi. Dòng này nó là Maru 20, 25, 23. Đây bạn, nó có 25 nữa nè. Đó, 25. Rồi nó có 23 nè. Để mình quay đằng sau ổ giật mình nhìn cho nó kỹ nha. Đây bạn, nó có 26 nè, con này 26 nè bạn. Đó, như con này mà lựa riêng ra là nó chịu mốt nha các bạn. Dòng này á. Rồi. 25 nè, 25 trợ lực. 25 trợ lực. 22, con này 26 nè bạn, con màu cam này 26. Con này 23 trợ lực nè. Con này là 23 trợ lực. Con này hai mấy không biết luôn. Con này 23, con này 26 nha. Con này 26 nè. 26. Rồi. Rồi lô này Maruyama nha các bạn, 10 con 9 triệu. Cần tay lái rồi, nhìn còn đẹp nha. Con màu vàng này là nó còn quấn băng keo bên Nhật luôn nè các bạn, thấy không? Giờ các bạn lột băng keo ra là con máy nó mới ken luôn nha. Đó. Rồi. Lô số 2 là 19 triệu 10 con. Đây bạn, 9 triệu 10 con nha, lô số 2 Maruyama nha các bạn. Dòng này nó là Maruyama. Dòng này nó dễ làm nè, nhiều anh em hỏi dòng máy nào dễ làm thì dòng này. Dòng này nó xài ISO 260 á, ISO nó dúng ISO Trung Quốc. Nòng bít tông bạc nó dúng Trung Quốc luôn các bạn. Các bạn mua mới gắn y chang luôn. Rồi. Dòng lô số 3. Lô này nó là 2,550,000. Cái lô này thì nó có hai con là 26, hai con hai bên đó bạn, con ở giữa là 23 nha. Và dòng này nó xài chới quanh và rú luôn. Chới quanh và rú hai kim luôn. Hai kim, con này một kim nè. À vậy là 26 nó xài hai kim nha các bạn, đây. Nó xài chới hai kim. Còn thằng 23 là nó xài chới một kim. Chới quanh và rú nha các bạn, đây, 26 đây. 26 nè, 23 26. Dòng này Makita đời mới nha, đầu bò con này còn mới ken luôn nè các bạn, con 23 á. Con 23 đầu bò nó chưa dính đất luôn. Rồi, 2,550,000. Lô số này là lô số 3 nha các bạn, lô số 3. Rồi bạn. Lô số 4 nha, lô số 4 này nó là Shirowa. Shirowa này nó là Shirowa 2 số nha, dòng này 500,000 cây đó các bạn. Đặc biệt cái dòng này là phụ tùng nó là vô đối luôn, bá đạo luôn. Dòng này các bạn mua áo nhựa nè. Áo nhựa bên mình có luôn nha, bên mình có bán áo nhựa thằng này luôn. Nó tầm 60,000 bộ áo nè các bạn, áo Thái Lan luôn nha. Bạn nào mà mua áo này thì khi đặt hàng nói mình luôn để mình bán cho các bạn. 60,000 một bộ áo nha. 60,000 bộ áo made in Thái Lan luôn. Và cái thằng này nó có bán bình xăng nhựa mới luôn nha, cái bình xăng nhựa này nè. Nói chung là cái thằng Shirowa 2 số này phụ tùng của nó bá đạo nha các bạn, cực kỳ nhiều luôn. Và đặc biệt là cái giá nó rẻ, thứ hai là tum nhôm. Đó. Dòng này các bạn giờ làm nó ngon lắm nha các bạn, chạy rất ổn định luôn. Thì thằng Shirowa 2 số này nè. Đó, rồi thằng này nói chung giá 500,000 là chạy rất ổn định. Thằng này mà các bạn mà lên chới 2 số 10 thì mình chỉ cho nha. Các bạn nào mà muốn lên chới 2 số 10 các bạn tháo cái cổ xăng này vứt đi. Cái cổ xăng này giục đi. Các bạn mua cái cổ xăng 2 số 10 các bạn, cái phíp đen á, cổ xăng 2 số 10 mua mới các bạn. Mua mới cổ xăng nó mua mới nó có hình như đâu mười mấy ngàn cái cổ xăng mới 2 số 10 các bạn gắn vô y chang luôn. Trùng luôn nha, trùng khít luôn. Không cần phải gắn phíp nhôm độ rồi nó lâu đâu nha. Rồi. Lô này 5 triệu 10 cây Shirowa. Dòng này nó có 20, 23 nha các bạn. Trong này nó có 20, 23 lộn xộn. Nói chung là lộn xộn ngầu. Rồi lô số 4 là 5 triệu nha. Đầu bò lô này nó còn nguyên si nha các bạn. Đầu bò rồi kẹp dao rồi nó còn nguyên si luôn á. Đó.
cần kiếm đồ nhìn còn đẹp nha, lô số 4 5 triệu. Rồi lô số 5. Đây bạn, lô số 5, lô này thì nó 12 cây nha. Dòng này nó là Tanaka. Dòng Tanaka này ưu điểm nó là đầu bò nó nhiều, có một cây cây cọng nó cong như con rắn nè bạn, do bên Nhật nó vận chuyển vô cong, nó đóng vô cong rồi khi nó dời nó rút ra bạn. Nó rút ra mấy cây nó đè lên. Tại vì bên Nhật khi mà đóng hàng vô cong bạn là nó đóng chung với mấy cây, chứ không phải đóng các cỏ không đâu nha. Nó đóng chung với mấy cây nữa cho nên là nhiều khi nó đè cây cọng nó cong mẹ luôn. Rồi cái lô này thì đây này, lô này mình chỉ cho các bạn hai con có lời 600 này. Cái lô này là các bạn lời 600 trong này rồi nha. Tại vì cái lô này nó 12 cây 7.8 là chạy ra 650 cây. Thì trong cái lô này mình chỉ cho các bạn hai con mắc tiền nha. Đây bạn, hai con này. Dòng này nó 950 cây nha các bạn, nó là Tanaka 27 các bạn. 27 á, 25 con kia 25, con này 27, dòng này Tanaka mắc tiền. Dòng này dòng mắc tiền nha. Đó hai cái con nằm về cùng á. Nó dòng đó nó 950 cây lận. Thì các bạn thấy không, 650 thì hai con đó các bạn lời mỗi con 300 rồi. Là chạy ra cái lô này các bạn lời 600 rồi nha. Rồi. Lô này thì mình thấy nó đẹp nha các bạn, còn kiết đồ đồ tay lái đồ nó còn đẹp. Đây à. Quên nói các bạn là bên Nhật nó tháo tay lái ra nè các bạn, nó cột vô trong cái cây cần nè các bạn. Tại vì khi nó đóng vô cong cái tay lái nó vướng á, nó vướng mấy cày nó không đóng được nhiều. Cho nên là trong cái cong thì các bạn biết là nó chật chội lắm. Nó phải tháo tay lái ra để nó nhét vô mới được nhiều nha các bạn. Đó, nên là bên Nhật nó tháo tay lái ra để mà nó đóng vô cong đúc vô cho nó được nhiều. Rồi, cái lô này lô số 5 7.8 nha các bạn. 12 cây Tanaka. Có hai cây trên giá nha các bạn, hai cây kia là trên giá nha. Các bạn nhìn kỹ đó. Hai cây trên giá, lô số 5 nha. Rồi lô số 6. Lô này là vô lô giá rẻ nè bạn, nhưng mà mình vẫn chỉ cho bạn hai cây mắc tiền luôn nè, cái lô này nè. Lô này thì 400.000 cây nha. 10 cây là 6 triệu lô số 6 nha. Thì trong cái lô này nó có những cái dòng mắc tiền nè các bạn, đây nè, mình chỉ cho. Đây là con này nó là Mitsu tơi 110 nha các bạn. Dòng này nó tới dòng nó thường nó 550 600 á. Còn cái thằng này là Echo Kirit 209, lòng này nó tầm 750 đó các bạn, dòng này nè. Rồi, con kia là Komatsu Kawasaki. Con này là Mitsubishi nha các bạn, Mitsubishi. Lô này lô giá rẻ nha, lô sổ 4 triệu 10 cây thôi các bạn. Mình chỉ cho các bạn làm nổ 3 cây thôi bán đủ vốn rồi nè, con này. Con này nha. Đây. Con này nha, con này. Con này. Với lại con nào nữa ta? Con này nữa bạn, đó. Các bạn làm nổ 3 cây bán đủ vốn là bạn còn 7 cây kia các bạn thích bán giá nào bán, thích hét nhiều hét. Muốn bán nhiều cũng được hết. Rồi. Con này nó xài cần của nó còn to nè các bạn. Còn to. Đầu bò nó khủng bố luôn nè. Đầu bò thằng này vuông nha. Đầu bò này nó chạy vuông á. Rồi lô này 10 con 4 triệu nha các bạn, lô số 6 10 cây 4 triệu. Thì cái con này nè bạn, cái con này nè, các bạn giờ không cần bán gì đâu, tháo bộ cần nó ra ráp vô máy Trung Quốc đó. Là nó, nếu mà bộ cần thằng này nó giá trị lắm, máy Trung Quốc nó xài còn to á. Đó. Ráp vô máy Trung Quốc cái bộ cần của nó không là đã, nếu mà bạn ráp vô 5-600 đó bạn. Rồi. Lô này là lô số 7 nha các bạn. Lô số 7 này thì nó là Shiruwa 4 số. Shiruwa 4 số này thì nó có 22, 24 nữa nha các bạn, có 24 nữa. 7 triệu 10 con. Đây bạn, nó có 24 nữa nha. Đây nè, nó có 24 nè, đó, 24. Thì cái lô này nó xài chới quanh rú ngang ngang hết nha các bạn. Dòng này mặc định nó là xài chới quanh rú ngang ngang. Đây 24 nữa nè bạn, 24 nè, 24 nè. Con này 24 nữa nè. Đó, 24 nhiều lắm nha. Cái lô này 24 cũng nhiều á. Thường mấy con tem như vậy là 24 đó các bạn nè. Mấy con tem mà nó không đổi số thường thường nó là 24 á. Đây mình chỉ cho các bạn mấy con 24 nữa nè. Lô này có trợ lực nhiều lắm nha. Lô này có lời đó các bạn. Nè cái con này nó còn tem bên Nhật luôn nè. Thì cái lô này trợ lực nè nha. Một con nè, hai con nè, ba con nè, bốn, năm con luôn. 10 con mà 5 con trợ lực luôn nha các bạn. 5 con giật thường. Đó, 1, 2, 3, 4, 5 con trợ lực, 5 con giật thường nha. Và những cái con mà nó xài chới hai kim nè, mình chỉ cho nè. Nè, một con nè, chới quanh mà rú nè. Hai con nè. Ừ, con dưới này coi. Con dưới này không thấy rồi. Ba con nè bạn, ba con nè. Bốn con nè. Vậy là con dưới này cũng chới hai kim luôn á. Con dưới này nó phức rồi các bạn không thấy, giờ mổ ra là nó đổ liền. Rồi. Đó, tức là những con mà chới hai kim là nó 24 nha các bạn, đây nè, như nó chới hai kim là 24 á. Đó.
thường những con 24 này giá nó tới 850-900 lượng mà đó, nếu mà lựa ra các bạn. Nhưng mà mình văn xô cho các bạn có lời nha, mình không có thích lựa đâu, lựa để xô cho các bạn có lời luôn đó, tức là để solo cho các bạn có lời. Các bạn phải biết là các bạn mua lô đó là nó có 24 rồi vậy cho các bạn có lời, chứ còn lựa 24 ra mà bán 900 ngàn là còn 22 bán cho các bạn 700 thì đâm ra nó các bạn bị thiệt vậy. Rồi rồi bạn, lô số 8, lô này thì nó là Nativo nha các bạn, Nativo 5 con. Thì trong cái lô này mình thấy con nào nó nấy nó đẹp như ngọc trinh luôn các bạn nè, ốc của nó nè trắng như ngọc trinh luôn, con nào nấy nè. Cái con này quên nói với bạn luôn nha, cái con màu đen các bạn, cái con màu đen nó là tum rời, nhưng mà nó là cái cần của nó con đục nha các bạn. Không biết cái lô này hình như là của bảy chú lùng hay sao á, lô này dành cho mấy anh chú lùng anh xài đó, cái cần nó con đục à đó nè, nó là tum rời nha các bạn, tum 260 mới ken luôn. Cái con này bình xăng đồ ốc tán rồi mới ken luôn. Rồi nói chung có 3.250.000 thôi bạn, không phải suy nghĩ đâu. Lô số 8 nè, 3.250.000 thôi mà 5 cây luôn các bạn, giờ bán 2 cây là đủ mẹ vốn, là 2 cây con đẹp nhất thôi là đủ rồi cha, đủ rồi, con bán 1.700.000 rồi, 2 con là 3.400.000 rồi các bạn thấy không, còn lại 2-3 con kia là các bạn tha hồ các bạn bán luôn, bán kiểu gì trả lời. Rồi lô số 8 là bạn, lô số 9, lô này nó là Hitachi nha các bạn, Hitachi thằng này nó 24cc nha đây bạn. Nè, này nó 27 sơ sơ nè, 27 nè, 24 nè, 24 luôn. Còn con dưới này là 23. Đù cái lô này lời nè bạn, tại vì mình thấy 27 với 24 mà, có con 23 thôi. Rồi, dòng này nó là Hitachi Tanaka. Nè, các bạn giờ làm nổ là bán, không còn bán nhiều đâu, bán 1.500.000 con thôi. Rồi, 2 con 3.000.000, còn lại 2 con các bạn lời rồi. Nói chung 1 lời 1 nha. Rồi, lô số 9, bóng cho lô số 9 là 3.000.000 nha các bạn, Hitachi. Dòng này máy móc nó như nhau các bạn, Hitachi á. Rồi 3.000.000 nha, đẹp, lô này đẹp ga bóp luôn nha các bạn, ga bóp nè, ga bóp á, 1, 2, 3 con ga bóp nha, con kia không biết ga bóp hay ga thường luôn, đù ga bóp luôn, 4 con ga bóp luôn bạn ơi, đù cái lô này 4 con ga bóp luôn nè, à con này cũng ga bóp luôn nè, hai cái lô này có lời nha các bạn, 4 con ga bóp luôn, các bạn hốt lẹ nha, thiệt luôn á, các bạn hốt lẹ chứ không là bảo đảm các bạn 3 giây hết liền mất liền, 3.000.000 thôi. Lô số 10 nha các bạn, lô này 5.000.000. Cái lô này sau ngày hôm nay lô nào cũng đáng mua nha các bạn. Không biết thì cái lô này 5.000.000 thì mình nhìn lên nha. Đầu bò, đây bạn, đầu bò của nó đủ hết, chỉ có một cây thiếu đầu bò, mai mình cho mấy đứa nó đắp vô nha. Tại hàng bên công nó giờ bạn, nó đút vô mấy cày nó rút mạnh quá, rớt cái đầu bò luôn. Rồi lô này thì nó có 24 nè, 500.000 cây thôi nhưng mà nó có 24 nữa nha các bạn, 24 nè, 1 nè, 2 nè, đó. Rồi để mình dòm thử mấy con xài chơi quanh mà rú nha. Đây bạn, đùa cái dòng này 500 thôi mà xài chơi quanh mà rú hai kim luôn nè các bạn, thấy không, chơi quanh rú hai kim nè, 1 nè, 2 nè, 3 luôn nè, thấy không, 4 nè, 5 nè, 5 nè các bạn, thấy không, con này xài chơi quanh rú hai kim luôn nè đó. Con này bộ chới này cũng chới xịn đó nha các bạn, các bạn giờ đừng thay nha, cái chới loại ra đứng này mà có vú bơm bên này nè, là cái dòng bộ chới này chạy rất là ngon luôn nha, là cái thằng Singu mà nó xài chới này thì các bạn để làm luôn, đừng có thay nha, thằng này mới là VIP á, thằng bộ chới này nè đó, 1, 2, 3, 4, 5 5 con là xài chới hai kim rồi đó các bạn, 6 nè các bạn, thấy chưa 10 con mà 6 con xài chới quanh bờ rú hai kim rồi các bạn. Rồi 3 con là xài chế bê tông ga đứng. Còn cái con kia là xài bộ chế của nó giống y như là Echo 260, 230 đó bạn, y chang luôn. Cái dòng này mình chỉ cho bạn làm nè. Các bạn giờ mà cái bô thằng nào mà cái lỗ bô này nó nhỏ nè, các bạn khét cái bô nó to ra nha là nó chạy mạnh nè. Là cái dòng Singu này nè, chạy bền lắm nha các bạn, ổn định lắm. Dòng Singu này nó chạy cái lửa của nó chạy ổn định lắm nha, không có hư giặt. Mà giá là rẻ nữa. Rồi lô số 10 5.000.000 nha các bạn, 5.000.000. Rồi dòng này là dòng xài ổn định lắm nha các bạn, ổn định, y sơi không có chết mà giá là rẻ, quá rẻ luôn. Lô số 10, lô số 11 là 7.500.000 nha các bạn, 10 con Tanaka Cóc. Tanaka này gọi là Tanaka Cóc nha các bạn, đẹp. Trong Tanaka Cóc này có con tum nhôm nha các bạn, 2 con
À, có con kìa, con nằm đằng kia kìa bạn, con 66 á. Cái lô Tanaka cóc này thì mình thấy nó nhìn nó dễ thương đó bạn, nhìn nó tròn như cây kẹo múc á. Đẹp. Lô này thấy đẹp nha. Lô này đẹp lắm á, còn kiết nè, và nhìn tay lái của nó nè. Mới keng luôn nha. Thấy không? Nhìn tay lái của nó mới keng luôn nha, quay cận cảnh cho bạn xem luôn nha. Mới keng luôn. Rồi. Lô này thì 7 triệu rưỡi nha các bạn, tức 750 cây á, 10 con. 10 cây nha, lô số 11 là 7 triệu rưỡi, 10 cây nha các bạn. Rồi. Tanaka cóc nha. Rồi lô số 12. Lô này đó là dòng này là Makita cổ dịch Rubin ngỏng các bạn, Rubin cóc. Còn dòng này là Rubin cổ dịch cổ ngỏng các bạn. Ở trong miền Nam gọi là Rubin cổ ngỏng, ở ngoài miền Bắc gọi là Rubin cổ dịch. Cổ dịch thì trong này nó có 23 26 nữa nha. Nó có 26 nữa. Thì cái lô số 12 này là 8 triệu rưỡi nha, 10 cây. Đây bạn 10 cây nha. Có con tôm rời nữa các bạn, tôm rời kìa, tôm rời nó nằm dưới á. Màu vàng vàng đó các bạn. Rồi. Dòng này nó có trợ lực nữa nha, mình quay cho các bạn xem mấy con trợ lực nè. Đây bạn, một nè, một con trợ lực, hai con trợ lực, ba con trợ lực. Được ba con trợ lực nha. Đó, Rubin cổ dịch nha các bạn, được ba con trợ lực luôn á. Rồi. Lô này nó có 26 nè. 26 23 nha, 26 nè các bạn, một con 26, hai con 26, con này 23 nè. Bốn con 26 nè. Năm con này 25 nè các bạn, năm con 26. Con 25 nữa là cho 6 con luôn. Con này 261 nè các bạn, 7 con luôn. Đù cái lô này 26 nhiều như ta. 23 ít lắm nha các bạn, lô này 26 nhiều quá. Đồ bò của nó còn nguyên si nha. Rồi 8 triệu rưỡi 10 con nha các bạn, 10 con. Để mình quay đằng sau cho các bạn xem. Chật quá bạn, đi sợ té, chật quá. À, đi dính dép luôn à. Nè, 262 nè, các bạn thấy không? 262, 262. Con này 232, 230. Con này 25 nha. Con này 261. Con kia 264, 264 luôn. Con nằng kia là 262 nha các bạn, con nằng dưới á, 262. Rồi, hết. Dính dép. Rồi lô số này là lô số 12 nha các bạn, lô số 12. Lô này 8 triệu rưỡi nha các bạn, Rubin cổ dịch 8 triệu rưỡi. Lô số 12 nha. Đồ bò đồ đẹp. Rồi. Tiếp bạn. Lô số 13. Dòng này gọi nó là Rubin ốp, hai ốp các bạn, Rubin hai ốp hoặc là Rubin hộp là nó luôn nha, Rubin hộp hai ốp rồi là nó hết. Dòng này ưu điểm nó là nổ giòn nha bạn, nổ giòn chạy giòn lắm. Y sơi của thằng này nó trùng với lại y sơi thằng Echo 230 đó bạn, y chang luôn. Bạn nào mà chuyên làm 230 thì lấy loại này làm nha, có 650 cây thôi. Rồi, 5 con 3.250.000 nha các bạn. Rubin ốp. Còn cái con kia là không phải Rubin ốp nha. 3.250.000 nha, lô số 13. Rồi quay tay lái nha. Tay lái mới keng luôn nè. Đó. Tay lái nó nè. Mới keng luôn. Đồ bò còn nghiêng luôn. 2 năm không nha các bạn, cái lô này Rubin ốp nè, mình chỉ cho bạn nè. 2 năm là nòng nó 34 nha. Một con 2 năm nè. Hai con 2 năm, con này 25 luôn nè. Con này 25 luôn nè các bạn, 25 luôn. Con này không biết hai mấy, con này tem nó mờ rồi. Rồi. Đó. Lô số 13 5 con nha, 3.250.000. 650 thôi bạn, quá rẻ luôn. Dòng này các bạn làm nổ lên bán 1.500.000 cây nha. Thì bán hai con là 3 triệu rồi bạn, còn ba con lời chết mẹ luôn. Lô nào mình thấy các bạn cũng có lời hết nha. Nói chung là lô nào mình thấy các bạn bán cũng có lời hết á. Rồi lô số 14 nha. Lô này nó là Mitsubishi 130 140 nha các bạn. Dòng này phụ tùng của nó là bá đạo vô đối luôn. Đây. Phụ tùng của nó thì các bạn nào mà không biết mua phụ tùng thì mình chỉ cho chỗ cho mua nha. Đây bạn, mình có nhập bình xăng nhựa của nó nè. Đây bạn, bình xăng nhựa này là của thằng 130 140. Bữa mình nhập 130 nữa mình vứt đâu rồi không thấy bạn. Đó. Dòng 130 140 này phụ tùng của nó bây giờ nó nhiều lắm nha các bạn, không phải như ngày xưa. Cho nên là bên Campuchia họ rất là chuộng luôn. Dòng này nó nói thẳng ra nó là hợi của Campuchia đó các bạn. Mà do các bạn biết vì sao mà Dino có dòng này đang lên bán không? Tại vì bên Campuchia nó bị dịch đó các bạn, không phải Campuchia không mà Việt Nam mình luôn là cửa biên bị đóng. Biên giới nó đóng đó các bạn, nên là hàng không đi qua đó được. Cho nên là bây giờ các bạn mua được nè.
tranh thủ mua nha, chứ không là mai mốt mà cửa biên giới nó mở lại thì các bạn mua không được đâu. Tại vì cái dòng này 1.000 cây Campuchia họ cũng lấy đó bạn, cho dù 1.000 cây họ cũng lấy, họ ăn rất là mạnh luôn. Tại vì cái dòng này ưu điểm của nó là rẻ bền, rẻ thôi, rẻ mà bền. Campuchia họ không ưa hình thức như Việt Nam mình đó bạn, Campuchia họ thích bền mà rẻ thôi, còn hình thức thì không ưa đâu. Rồi 10 cây 7.500.000 đó bạn, hợi. Dòng này nó là hợi nha, hợi Campuchia. Lô số 14 là 7.500.000 nha các bạn, lô cuối cùng ngày hôm nay đó bạn, kết thúc cuộc tình hôm nay. Rồi. Thôi đi bà Vũ xin mến chào các bạn thôi, mình lô cuối cùng rồi nha các bạn, lô này. Lô này đẹp lắm nha các bạn. Đẹp. Đẹp lắm. Tâm rời không à. Dòng này các bạn bán cho khách bảo hành 10 năm. 10 năm luôn. Campuchia mình thấy người ta bảo hành 20 năm đó bạn, Việt Nam mình bảo hành 10 năm thôi, tại mấy anh Việt Nam anh pha nhất điệu lắm. Rồi. Thôi bạn Linh Vũ xin mến chào các bạn nha. Mình quay hôm nay mình quay đến đây thôi, 14 lô thôi. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ thư ký bên mình là 0344862079. Các bạn đừng có gọi cho mình nha. Tại giờ mình quay video xong là mình đi nạp pin rồi. Mình không có nghe điện thoại được nha bạn, các bạn thông cảm. Các bạn liên hệ thư ký bên mình là thôi, xin kết thúc video thôi các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Chúc bạn mua may bán đắt và gặp nhiều may mắn, mà đáo thành công.